Theo báo cáo tổng kết của hai bệnh viện là Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Trung ương, có khoảng 4.000 trẻ ở Bắc Ninh đã được lấy mẫu xét nghiệm sán dây lợn trong thời gian vừa qua. Theo Viện sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Trung ương cho biết, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3, đã có 1.902 trẻ thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đến khám và xét nghiệm tại viện. Trong đó có 176 mẫu dương tính với kháng thể ấu trùng sán dây lợn, chiếm 10%. Từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3, đã có 17 trường hợp yêu cầu cho nhập viện, trong đó có 7 trường hợp mắc thêm các bệnh ký sinh trùng khác như là sán dây chó, ấu trùng giun đũa chó. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3, đã có hơn 2.000 bệnh nhi từ các huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ, Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh đến khám và xét nghiệm, trong đó có 18% dương tính với ấu trùng sán lợn. Thực hiện công văn của Bộ, các viện đã dừng việc lấy mẫu xét nghiệm ELISA để chẩn đoán sán dây lợn. Hiện không còn tình trạng bệnh nhân ồ ạt xét nghiệm sán dây lợn như mấy ngày trước đó, chỉ còn một vài trường hợp đến đều được bệnh viện khám và tư vấn miễn phí, không làm xét nghiệm cho bệnh nhân.